Hoan hỉ chào đón quý ông bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý ông bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Nếu như quý ông bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập hành trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý ông bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý ông bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập hành trình gửi tới quý ông bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, đúng trong tháng 11 âm lịch 2024, tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Lộc trời ban xuống, vận may liên tục kéo đến, tiền bạc ào ào đổ về như mưa, sống cuộc sống an nhàn giàu sang sung sướng. Thưa quý anh chị Giáp Dần thân mến, là con hổ được mệnh danh lập định chi hổ, tức hổ tự lập, nhưng con hổ Giáp Dần có vẻ chưa được nhiều phúc lắm. Khi cuộc đời của họ chưa bao giờ là thuận lợi hanh thông, mọi thành tựu họ có là do công sức của họ, mọi vị trí họ đạt được là do nỗ lực của họ, dần dần bò lên trong cuộc đời. Giáp Dần sẽ phải trải qua không ít chông gai, cơ cực, chẳng ít thị phi, bất công, nhưng rồi tất cả những thứ ấy sẽ qua đi, cũng giống như câu nói, qua cơn bỉ cực đến hồi thái lai. Năm 2024, Giáp Dần đối mặt với muôn ngàn thử thách, đôi khi khiến anh chị áp lực, đến độ tức ngực, khó thở, nhưng rồi cũng là năm 2024 nó sẽ mang đến cho anh chị những ngày tới, gọi là chuỗi ngày phát tài. Nó chính là câu trả lời của thần tài. Sau những gì anh chị đã phải trải qua, chỉ với tháng 11 âm này, Giáp Dần cũng đủ gây dựng cơ ngơi cả một đời. Thưa quý anh chị tuổi Giáp Dần thân mến, ta muốn phú quý giàu sang mà trời sinh ra không trao cho thì vàng, bát ngọc, thì cái ta có thể quy đổi, cái ta có thể cho đi. Chính là sự chăm chỉ, sự kiên cường, nỗ lực và bền trí, bền tâm, thiện tâm và cầu tiến, cầu thị, không chê việc nhỏ, không tham lợi lớn, không sân si những việc không liên đới đến bản thân. Học và làm, tập trung vào câu chuyện của mình, bài toán của bản thân, rồi từ từ mà mưu toan sự nghiệp lớn. Ta muốn gia đình hòa thuận, hạnh phúc, an bình thì cần quy đổi là sự bớt chơi, bớt lang thang, bớt chơi bời lại, giữ cái đạo thủy chung, giữ cái móc người mình thương, tránh mông lung rồi đổi gió, chú tâm đến gia đình, quan tâm đến bạn đời. Hiểu việc kiếm tiền lo cho gia đình là khó, việc nhà đối nội đối ngoại càng có hơn nhiều, không phải để kể công, mà là để dồn tâm chia sẻ, cùng đồng hành vượt qua những bão bùng, mệt mỏi. Có chăng chúng ta luôn mong thật nhiều, muốn thật lắm, mà lại chẳng chịu dồn sức dồn tâm vào mà theo đuổi, ở đời đâu có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống, cũng làm gì có sự tựu thánh thành nào tự may mắn, muốn gì thì phải cố vì nó, mong gì thì phải nỗ lực vì nó, ước mơ gì thì phải chiến đấu vì nó. Cho một kiếp nhân sinh nhiều ngược xuôi, lắm mỏi mệt, tựu thành có thể ở thiên ý, nhưng máu lửa là ở nhân ý, kiên trì là ở tâm ý, rồi hoa sẽ nở, rồi quả sẽ kết, mật ngọt sẽ đọng về từ những giọt sương cực nhọc, giọt mồ hôi bộn bề, những vất vả bền bỉ mà ta đã quy đổi mỗi ngày. Sang tháng 11 âm lịch này, anh chị Giáp Dần thoát khỏi cái tháng 10 âm, tức thoát khỏi cái tháng xấu nhất, cái tháng phiền phức nhất, cái tháng cầu cắn nhất, để bắt đầu về lại quý đạo hân hoan cho cuộc đời của mình. Những hòa hại đâu đâu trên trời rơi xuống trong tháng vừa rồi cũng sẽ tự nó giải quyết, tự nó ra đi, không khiến Giáp Dần thêm phiền hà với bản mệnh. Điểm chuyển dần hơi muộn một tí, hơi trễ một tẹo. Đầu năm 2024 đến giờ vẫn thấy đen như năm ngoái, hoặc còn mệt hơn năm ngoái, thì nay những tia sáng ban mai đã bắt đầu chiếu rọi cho Giáp Dần trong tháng 11 tới rồi, nên muộn còn hơn không, cuối cùng cũng có thuận lợi may mắn. Còn hơn cứ mãi bươn trải tự thân, không cần nói gì nhiều, vì đường bản mệnh đi họ đã tự quyết xong xuôi cả rồi. Vậy thì cứ đi thôi, thời gian qua của anh chị như thế nào, công việc có bận rộn mệt mỏi lắm không à? Anh chị hãy yêu thương bản thân mình thật nhiều và đừng đau ốm gì cả. Cảm ơn anh chị đã lựa chọn Minh Đường Tử Vi như một nơi gửi gắm những tâm sự thân thiết.
Hãy kiên cường lên anh chị nhé. Thời gian qua cuối cùng thì Minh Đường Tử Vi cũng đã luận giải ra chuỗi ngày phát tài cho bản mệnh, chính là tháng 11 âm tới. Anh chị hãy tận dụng thời cơ này để lấy lại tất cả những gì mình nên có nhé. Đặc điểm nổi bật của tuổi Giáp Dần là lòng dũng cảm, tính cạnh tranh và sự khó lường, cực kỳ ghét phải tuân thủ mệnh lệnh và không hài lòng với quyền lực của người khác. Họ chọn làm lãnh đạo hay là kẻ nổi loạn. Con giáp này rất nhạy cảm, giàu cảm xúc, quyến rũ nhưng hung hăng, bướng bỉnh và hay nghi ngờ người khác. Hình tượng Giáp Dần, hổ trong tiếng Hán cổ, bên trái trông gần như một chiếc cung tên được kéo căng, với mũi tên sẵn sàng bay ra, sức mạnh của nó tràn trề. Chờ đợi, cũng chính sức mạnh đó được thể hiện trong ký tự phong thủy. Bên phải của Dần gợi lên hình ảnh đôi vai rộng lớn và cặp đùi chắc khỏe. Hổ tượng trưng cho sức mạnh vĩ đại nhất trên trái đất và là biểu tượng bảo vệ cuộc sống con người. Người xưa tin rằng có người tuổi Giáp Dần trong nhà thì không sợ gì trộm cắp, hỏa hoạn và những kẻ có tà ý. Tuy nhiên, nếu có hai con hổ trong cùng một nhà thì một con sẽ phải ra đi, mạnh mẽ, kiêu hãnh và khó lường. Tuổi Giáp Dần có tính cách của những nhà lãnh đạo mạnh mẽ, họ thích chỉ huy người khác và khát khao được là người số một. Trong bất kỳ tình huống nào, Giáp Dần cũng là người đầu tiên bắt tay vào hành động. Họ rất can đảm, dũng cảm và hoang dã. Bản năng nổi loạn cộng với ý chí sắt có thể khiến họ gặp rắc rối, nhưng cũng có thể làm ngoài châm ngọn lửa thành công. Người sinh năm Giáp Dần có sức mạnh và sự quyết liệt, giống như con giáp mà họ mang tên. Lòng can đảm khiến họ rất được tôn trọng, ngay cả bởi những kẻ trúng đối. Con giáp này rất tự tin, đôi khi quá tự tin, họ thích người khác nghe theo mình. Nhu cầu làm điều gì đó khác thường là động lực lớn nhất của tuổi Giáp Dần, và đó là một trong những lý do vì sao lại có nhiều nhà tư tưởng, người chủ trương cải cách và nhà thám hiểm sinh vào năm Giáp Dần đến vậy. Nếu phát triển thái quá, cá tính này có thể đẩy họ tới chỗ làm bất cứ điều gì, miễn là mở ra được xu hướng mới. Tính cạnh tranh là đặc điểm nổi bật của tuổi Giáp Dần, đơn giản vì họ khó có thể bỏ qua thách thức, đặc biệt là khi danh dự bị đe dọa, hoặc khi cần bảo vệ những người mà họ yêu thương. Khi phải đối mặt với khó khăn, trở ngại, tuổi Giáp Dần tự tin, mãnh liệt, chắc chắn sẽ đón nhận thách thức và chiến đấu đến cùng. Con giáp này có thể mạo hiểm cả khi không cần thiết, cực kỳ ghét khi bị phớt lờ, họ thích là trung tâm của sự chú ý. Người sinh năm Giáp Dần không hài lòng nếu những cố gắng của mình không được thừa nhận. Họ không thích bị xếp hàng thấp hơn người khác trong công việc. Tiếp theo là tổng quan tháng 11 âm lịch của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Tháng 11 âm lịch năm 2024, hay còn gọi là tháng Bính Tý, có nhiều ý nghĩa đặc biệt trong văn hóa và tự nhiên. Tháng này được đánh dấu bởi hai tiết khí lớn, đại tuyết và đông chí. Đây là thời điểm mà thiên nhiên bước vào giai đoạn lạnh nhất trong năm, khí trời chuyển mình, âm khí đạt cực thịnh và dương khí bắt đầu sinh sôi. Tính chất âm dương trong tháng Bính Tý. Theo kinh dịch, tháng Bính Tý ứng với quẻ Phục, biểu tượng của sự khởi đầu mới. Trong quẻ này, có một hào dương duy nhất ở dưới, tượng trưng cho dương khí mới nhen nhóm từ âm khí cực thịnh. Điều này phản ánh sự khởi sinh mạnh mẽ của dương khí, mở ra hy vọng về những điều tươi sáng hơn trong tương lai. Đặc điểm của tiết khí đại tuyết và đông chí. Đại tuyết thường rơi vào đầu tháng 11 âm lịch. Tiết này đánh dấu thời điểm tuyết rơi dày ở những vùng lạnh giá. Đây là dấu hiệu của mùa đông chính thức, mang ý nghĩa thiên nhiên đang ở giai đoạn khép mình. Đông chí, giữa tháng 11 âm lịch, là ngày mà ban đêm dài nhất, ban ngày ngắn nhất trong năm. Đông chí không chỉ mang ý nghĩa khí hậu mà còn biểu trưng cho sự chuyển giao từ cực điểm của cái lạnh, ánh sáng, dương khí bắt đầu trở lại, tạo cơ hội cho sự sống phát triển mạnh mẽ hơn. Ý nghĩa thực tiễn và văn hóa. Con người và tự nhiên, do nhiệt độ giảm sâu, mọi sinh vật thường thu mình lại, hạn chế tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Đây là thời điểm để tích trữ lương thực, củng cố nhà cửa và chuẩn bị chống rét. Ứng dụng trong đời sống, tiết đông chí còn được coi là thời khắc quan trọng để suy ngẫm, định hướng lại cuộc sống. Người xưa quan niệm rằng đây là lúc lý tưởng để kết thúc những điều cũ và khởi đầu những điều mới. Như vậy, tháng Bính Tý không chỉ là thời điểm thiên nhiên biến đổi mà còn mang giá trị sâu sắc trong triết lý nhân sinh, tượng trưng cho sự vận hành hài hòa của vũ trụ, mở đầu cho chu kỳ mới đầy hứa hẹn. Tháng 11 âm lịch là tháng hàn lạnh, âm khí trở nên mạnh hơn bình thường,
dương khí đang hoài thai không đủ để sưởi ấm nhân gian, đất trở nên lạnh lẽo. Muốn dương cân bằng thì nên dùng nhiều dương, nhiều nhiệt lượng, nên bính hòa và hành quả có thể giúp đỡ chúng ta rất nhiều trong tháng. Những người mạng thủy thì thuận về sự nghiệp, nhưng sức khỏe và tình cảm e không tốt. Người mệnh quả thì chỉ có tuổi bính thân, bính dần, bính tý, bính tuất còn thuận lợi, các tuổi mạng quả khác đều sẽ lao đao. Mạng kim thì có nhiều quý nhân che chở, nhưng can khí tương sinh nên sẽ hao tổn nhiều sức lực. Lưu ý giữ gìn sức khỏe. Tháng 11 năm 2024 âm lịch là một khoảng thời gian hung cát đang xen đối với người tuổi Giáp Dần. Bạn có thể đạt được những thành công khiến nhiều người ngưỡng mộ, nhưng cũng có thể gặp họa thị phi, tranh chấp nếu không quyết tâm cố gắng hoặc không có cách cư xử phù hợp. Trên phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc, do có nguyệt lệnh lâm tuyệt án ngữ nên bản mệnh dễ rơi vào trạng thái chủ quan, lơ là, nhất là ở trong những công việc đã quá quen thuộc. Một số người hăng hái nhận những dự án, nhiệm vụ mới nhưng lại nhanh chóng rơi vào trạng thái chán nản, làm việc đầu voi đuôi chuột, khiến lãnh đạo không hài lòng. Trên thực tế, theo tử vi tháng 11 năm 2024 âm lịch, bạn vốn là một người thông minh, có tài, chỉ cần chăm chỉ làm việc thì ắt sẽ gặt được những thành tích đáng ngưỡng mộ. Các cát tinh tả phù, nguyệt mã và thiên du xuất hiện là dấu hiệu chứng tỏ công sức của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Vì thế, dù gặp phải khó khăn, bạn cũng chớ nên vội vã đầu hàng. Về tình cảm của bản mệnh lại có những bước tiến tích cực, ngũ hành tương sinh cho thấy, dù bạn còn độc thân hay đã có người thương, thì đều được tận hưởng hạnh phúc, bạn thường được mọi người quan tâm, chăm sóc, chia sẻ, tâm sự, tạo động lực để bạn có thể vượt qua khó khăn. Về phương diện sự nghiệp, về cơ bản, người tuổi Giáp Dần cần chú ý nhiều hơn trong công việc của mình. Nếu muốn vươn lên, bạn không thể cứ lơ là, làm mọi việc theo ý thích mà lại mong muốn gặt hái thành công hơn người được. Dưới tác động tiêu cực của nguyệt lệnh lâm tuyệt, bạn thường lâm vào trạng thái chủ quan, cho rằng công việc quen thuộc thì mình sẽ không mắc phải lỗi sai. Tuy nhiên, đấy chính là nguồn cơn khiến bạn vướng vào nhiều rắc rối, những sự cố bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nếu bạn không tập trung, chú ý thì dễ bỏ qua hoặc trở nên bối rối, không biết cách giải quyết. Người trẻ tuổi thường cảm thấy hăng hái, nhiệt tình khi bắt tay vào công việc, nhưng vì thiếu kinh nghiệm nên bạn dễ gặp phải trục trặc, cuối cùng thành ra chán nản, muốn bỏ cuộc. Để không lạc mất phương hướng của mình, trước khi làm việc gì, bạn cũng nên xác định rõ ràng điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, những khó khăn hoặc thuận lợi mà mình sẽ gặp phải khi làm việc. Thực tế cho thấy bạn cũng không cần phải quá lo lắng cho sự nghiệp của mình, bởi xung quanh bạn vẫn còn rất nhiều cát tinh phù trợ. Về phương diện tài lộc, theo tử vi tháng 11 năm 2024 âm lịch, chuyện làm ăn của con giáp này chưa có nhiều tiến triển đáng kể, do phải chịu sự ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm tuyệt. Bạn quá đắc ý, chủ quan, thậm chí làm việc đầu voi đuôi chuột, nên dễ bỏ lỡ cơ hội, khiến khách hàng, đối tác cảm thấy mất lòng tin. Một số người sẽ phải bon chen, giành giật nếu muốn chiếm thị trường cho mình. Những lúc như vậy, bạn cần tự thúc đẩy mình cố gắng, đồng thời học hỏi kinh nghiệm từ mọi người xung quanh để tìm ra cách giải quyết vấn đề phù hợp nhất. Trong quá trình giao tiếp, cư xử với mọi người, bản mệnh cần hạn chế hành động nông nổi, nói năng mất kiểm soát, bởi thiên cẩu hung tinh có thể đẩy bạn vướng vào những rắc rối khó có thể khắc phục ngay lập tức. Về phương diện tình cảm, gia đạo, vận trình tình duyên của người tuổi Giáp Dần có những dấu hiệu phát triển khả quan hơn hẳn con đường sự nghiệp và tài lộc. Do ngũ hành tương sinh thúc đẩy, bạn có thể giữ được quan hệ tốt đẹp với người thân và bạn bè, dù là người đã lập gia đình hay chưa thì đều được hưởng hạnh phúc. Những người độc thân có thể gây ấn tượng tốt đẹp với người khác nhờ tài năng, sự năng động, tháo vát của mình. Đi đến đâu bạn cũng có thể trở thành người nổi bật, vì thế đừng ngại thể hiện sức hút của mình, bạn sẽ khiến cho nhiều người phải xao xuyến đấy. Một số người được bạn bè, người thân giới thiệu cho những đối tượng triển vọng thì cần nhanh tay chớp lấy cơ hội. Bạn có thể kéo gần khoảng cách với đối phương bằng cách nhắn tin trò chuyện, nhưng với một mức độ vừa phải, không khiến người mới quen cảm thấy phiền phức. Những người đã lập gia đình được sống trong một mái nhà yên ấm với nửa kia thấu hiểu. Bạn và người ấy thường xuyên trao đổi với nhau những công việc xảy ra hàng ngày. Chính nhờ vậy, đôi bên thêm hiểu về nhau và sẵn sàng cổ vũ nhau vượt qua khó khăn.
về phương diện sức khỏe. Thiên Cẩu hung tinh khiến sức khỏe của người tuổi Giáp dần phải chịu những ảnh hưởng nhất định. Vì thế, bạn chớ bắt mình làm việc quá sức, chớ để cảm xúc quá mức kích động, sẽ gây ngân hàng những tác động không tốt đến cơ thể của bạn. Người phải thường xuyên di chuyển đường dài, cũng như người lao động tay chân, cần phải đặc biệt chú ý trong khoảng thời gian này. Chỉ cần bạn làm việc lơ là, cẩu thả hoặc không tôn trọng luật lệ giao thông là sẽ rất dễ dẫn đến tai nạn không đáng có, khiến cả chính bản thân mình và những người khác phải chịu ảnh hưởng. Tử vi tháng 11 năm 2024 âm lịch khuyên, trong cuộc sống hàng ngày, bạn nên dành thêm thời gian để rèn luyện sức khỏe, khiến cơ thể trở nên dẻo dai hơn, hạn chế thức khuya, cũng như ăn đồ ăn nhanh hoặc những món đồ quá cay, nóng. Trước khi đến với phần vận trình tử vi chi tiết theo từng tuần và hóa giải hung cát cho quý mệnh chủ, Minh Đường tử vi xin mời quý vị đến với điều đại cấm kỵ với người tuổi Giáp Dần 1974. Trong tháng 11 này, nếu muốn tài lộc ngưng tụ, sự nghiệp hanh thông, dựa theo cung mệnh thì nam Giáp Dần thuộc mệnh thổ. Chính vì vậy khi xây nhà hoặc mua nhà, tuổi Giáp Dần nam nên chọn và tránh chọn những hướng sau đây. 1. Hướng nhà nên xây: xây nhà hướng Tây Nam, sinh khí. Sinh khí thuộc sao Tham Lang, đây là sao tốt trong phong thủy. Lợi ích của sao này đó là thu hút tài lộc, danh tiếng, giúp bạn thăng quan phát tài. Sao sinh khí chủ về dưỡng khí, giúp tạo danh tiếng, mang đến sức sống dồi dào, tính dục mạnh mẽ. Do đó, để được hưởng những gì tốt đẹp nhất của hướng sinh khí thì hãy làm cửa chính, hướng nhà theo hướng sinh khí. Bạn cũng có thể sử dụng hướng này để làm cửa phòng ngủ, phòng bếp để thu hút tài lộc. Lưu ý, nếu sinh khí mà không may có khu vệ sinh, phòng kho thì sẽ khiến gia đình bạn hay mất giặt, thất nghiệp, sinh non, mắc nhiều bệnh tật. Xây nhà hướng Tây, phúc đức, diên niên. Cung diên niên thuộc sao Vũ Khúc là một sao tốt, vì vậy nhà bạn nếu được xây theo hướng này sẽ giúp củng cố mối quan hệ trong gia đình và tình yêu, giúp gia đình hòa thuận, vun đắp các mối quan hệ ngoài xã hội, giúp bạn có sức khỏe dồi dào và tăng tuổi thọ. Khi nhà bạn có cửa quay về hướng phúc đức, tức là gia đình bạn có âm phù, dương trợ, có quý nhân giúp đỡ, gặp thật nhiều may mắn. Lưu ý, nếu diên niên không may có khu nhà vệ sinh, phòng kho thì hay xảy ra tranh cãi, thị phi, nhà cửa không yên ổn. Xây nhà hướng Tây Bắc, thiên y. Thiên y là một cát tinh trong phong thủy. Thiên y thuộc thổ, tượng của đất mẹ, luôn sẵn sàng che chở, nuôi dưỡng và bao dung vạn vật. Với đặc điểm là thầy thuốc trời ban, nếu xây nhà theo hướng thiên y sẽ giúp các thành viên trong gia đình bạn có sức khỏe tốt, là nền tảng dương tới thành công, dung đắp một cuộc sống hạnh phúc. Lưu ý, nếu thiên y mà không may có khu vệ sinh hay phòng kho thì lập tức trở thành xấu, làm bạn mắc bệnh kinh niên, ung thư. Xây nhà hướng Đông Bắc, phục dị, thuộc sao Tả Phù, đây cũng là sao tốt trong phong thủy, có tác dụng củng cố sức mạnh tinh thần, giúp bản thân ngày càng tiến bộ, gặp nhiều may mắn trong công việc. Hướng nhà này mang tới sự bình yên, chấn tĩnh, nên phù hợp để bàn thờ. Hướng nhà này tốt cho gia đình bạn, phát triển đường tình duyên nam nữ, giúp gia đình bạn có khả năng tài chính tốt, thắt chặt mối quan hệ cha mẹ, vợ con tốt, nhưng tình dục giảm sút. Lưu ý, nếu phục dị không may có khu vệ sinh, phòng kho, sẽ khiến bạn luôn cảm thấy nóng nảy, bất an, làm mất lòng nhiều người vì những chuyện không đáng. 2. Hướng nhà không nên xây: xây nhà hướng Đông, tuyệt mệnh. Cung tuyệt mệnh là một cung xấu nhất trong phong thủy. Trạng thái này được tạo ra do sự kết hợp không đồng bộ, không nhất quán giữa quái mệnh và các phương vị trong không gian. Vì vậy nếu như hướng tuyệt mệnh được đặt tại những khu vực quan trọng như hướng nhà, phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn, phòng làm việc, sẽ làm cho những điều xấu bị cường hóa và có khả năng gây ảnh hưởng nặng. Tuy nhiên, nếu cung tuyệt mệnh là khu nhà vệ sinh, phòng kho thì giúp bạn có sức khỏe tốt, tăng tuổi thọ, giúp duyên phận con cái tốt, thu hút may mắn, tài vận. Xây nhà hướng Nam, ngũ quỷ. Ngũ quỷ thuộc về hành quả, chủ về nóng nảy, dễ gặp chuyện thị phi, vướng vào tai họa bất ngờ, làm ra đạo bất an, thường xuyên bị tranh chấp, kiện tụng. Do đó, nếu bạn xây nhà theo hướng ngũ quỷ, hoặc đặt phòng ngủ nhà bếp theo hướng này, sẽ khiến cho tai họa ập tới lúc nào không biết, gia đình bạn rất dễ gặp họa, ảnh hưởng xấu tới con đường tình duyên. Tuy nhiên, nếu hướng ngũ quỷ mà được xây ở vị trí như nhà vệ sinh, phòng kho,
thì có thể biến thành sao tốt. Khi ấy sẽ giúp công việc làm ăn, mối quan hệ ngoại giao của bạn được cải thiện tốt hơn, hòa thuận với đồng nghiệp hơn. Xây nhà hướng Bắc, hòa hại. Hòa hại là một sao hoặc một cung mệnh được tạo thành do sự kết hợp không hài hòa từ phía Đông tứ mệnh và các hướng Tây và Tây tứ mệnh với các hướng Đông. Hướng hòa hại thuộc sao Lộc Tốn được đánh giá là sao rất xấu trong phong thủy, mang tới những điều xui xẻo, dễ mắc chuyện thị phi, làm bạn thất bại trong cuộc sống. Nếu hòa hại nằm ở vị trí tốt như nhà bếp, cửa ra vào, phòng ngủ sẽ là nguyên nhân làm gia đình bạn bị chia rẽ, thường xuyên xảy ra chuyện buồn đưa đến, sự khó khăn về chuyện tiền bạc, công việc thua lỗ. Tuy nhiên, nếu cung hòa hại là khu vệ sinh, phòng kho thì người trong nhà sẽ được yên ổn, giữ các mối quan hệ trong nhà hòa thuận, tăng cường sức khỏe. Xây nhà hướng Đông Nam, lục sát. Lục sát là cung lớn thuộc sao Lục Tốn, vốn là sao chủ về những cái xấu. Do đó, hướng lục sát là một trong những hướng rất xấu cho mệnh của bạn. Cung lục sát gây xáo trộn các mối quan hệ tình cảm, khơi nguồn cho thù hận và kiện tụng. Do đó, nếu bạn xây nhà, đặt hướng cửa chính, hướng cửa phòng ngủ hay phòng khách theo hướng lục sát sẽ gây lục đục trong các mối quan hệ tình cảm, làm xấu đường tình duyên, khiến vợ chồng bất hòa, làm suy thoái sự nghiệp. Tuy nhiên, nếu lục sát là toilet, phòng kho thì người trong nhà sẽ có suy nghĩ đúng đắn, có số đào hoa, đồng thời rất có lợi cho tình duyên. Tử vi từng tuần tuổi Giáp Dần 1974 trong tháng 11 âm lịch năm 2024. Tử vi tuần 1 tuổi Giáp Dần 1974 tháng 11 âm lịch 2024. Người tuổi Giáp Dần không nhận được điều kiện thuận lợi như mong muốn trong tuần này. Bạn phải đưa ra những lựa chọn khó khăn cho bản thân. Tuy nhiên, đó cũng là cách để bạn bớt đi những bận tâm không đáng có. Chính ấn nâng đỡ từ đầu tuần để bản mệnh kiếm lợi trong từng việc con giáp này làm. Nhờ thế mà người tuổi Giáp Dần cần phải vượt qua được những trở ngại ban đầu, hứa hẹn là sớm có thành công như mong đợi. Về mặt tình cảm của con giáp này, lúc này có những bất ổn, những cặp đôi nên cẩn thận với sự xuất hiện của người thứ ba. Hãy đồng hành cùng người ấy nhiều hơn để có thể giúp thúc đẩy mối quan hệ phát triển. Khi họ không vui, bạn nên kiên nhẫn và an ủi nhé. Bạch hổ hung tinh xuất hiện, gây bất lợi cho sức khỏe. Lúc này đòi hỏi những người tuổi Giáp Dần cần phải chăm sóc bản thân tốt hơn. Đừng lơ là với những dấu hiệu bất ổn, nên đi khám nếu cảm thấy lo lắng quá. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 11 đến 13 giờ. Màu sắc cát tường: đen, hồng, quý nhân phù trợ, thân, dần, ngọ. Con số may mắn: nam 7, 34, 94, 13, nữ 8, 72, 24, 48. Tử vi tuần 2, tuổi Giáp Dần, tháng 11 âm lịch 2024. Vận trình tình cảm của con giáp tuổi Giáp Dần không tươi sáng trong tuần này. Lý do một phần là do bạn mà thôi. Bản mệnh nên có cuộc sống của riêng mình để cảm thấy thoải mái hơn. Bạn đừng mãi quanh quẩn mãi bên đối phương làm gì. Mọi thứ diễn ra đều đều, khiến những người tuổi Giáp Dần có cảm giác nhàm chán. Đừng quên giúp đỡ những người xung quanh, đặc biệt là những người đang tụt hậu. Tuy vậy chớ biến sự tự tin của mình thành cái tôi quá lớn, có thể gây ra tác động tiêu cực. Tử vi các tinh ghé thăm mang tới tin vui về tiền bạc rất nhiều cho con giáp này. Dù bản thân không nghĩ tới sự may mắn nào đó, nhưng bạn cũng rất vui khi bên cạnh sự nỗ lực bạn còn được nhận thêm một quản tiền từ cho, tặng. Lúc này, có nhiều cơ hội để gặp gỡ với bạn bè. Những người tuổi Giáp Dần sẽ tận hưởng không khí vui vẻ bên cạnh những người bạn đã lâu không gặp. Các công việc liên quan đến đội, nhóm cũng diễn ra suôn sẻ. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 13 đến 15 giờ. Màu sắc cát tường: đen, đỏ, quý nhân phù trợ, tí, sửu, mùi. Con số may mắn: nam 4, 04, 67, 95, nữ 2, 55, 08, 46. Tử vi tuần 3, tuổi Giáp Dần 1974, tháng 11 âm lịch 2024. Những người tuổi Giáp Dần trong tuần mới vô cùng mạnh mẽ, giúp bạn ghi ấn tượng với những khách hàng tiềm năng, tạo hiệu quả tốt cho công việc trong tuần này. Đây cũng là tuần của những khoản đầu tư lớn,
nhưng bạn cũng nên lắng nghe cố vấn tài chính trước khi đưa ra quyết định. Xuất hiện của đại hao không phải là yếu tố đáng lo khi những khoản chi lớn trong tuần này đều nằm trong kế hoạch của bạn từ trước. Đó càng là động lực để bạn làm gì cũng có dự tính cẩn thận trước. Dự báo tuần này người tuổi Giáp Dần sẽ cực kỳ sáng về mặt ngoại hình. Bạn không ngại thử sức những phong cách mới mẻ hay phối lại những bộ cánh bạn đã để quên quá lâu trong tủ đồ, nhờ đó mà trở thành trung tâm ở bất kỳ nơi đâu bạn đến. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 7 đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: vàng, xanh lá. Quý nhân phù trợ: Dậu, Thân, Tỵ. Con số may mắn: nam 4, 49, 84, 63, nữ 2, 84, 40, 39. Tử vi tuần 4, tuổi Giáp Dần 1974, tháng 11 âm lịch 2024. Tuổi Giáp Dần có thể lan tỏa niềm vui và hạnh phúc tới mọi nơi mình đến, cho tất cả những người bạn gặp. Nguồn năng lượng của bạn khiến mọi người, thậm chí cả bản thân bạn cũng ngạc nhiên. Sự tự tin giúp con giáp này có thể sẽ giải quyết mọi công việc trôi chảy, chiếm ưu thế trong mọi vị trí. Tình yêu hay các mối quan hệ cũng nở rộ với bạn. Nhờ sự thay đổi thú vị này, người tuổi Giáp Dần cũng gặp may mắn trong vận trình tài chính. Khi những kênh đầu tư của bạn bắt đầu sinh lời, mối bận tâm duy nhất của bạn có lẽ là sức khỏe. Con giáp này sẽ muốn cắt giảm tinh bột hoặc đường và tập trung hơn vào những khẩu phần ăn lành mạnh. Ngoài ra, bạn cũng có cảm hứng để theo đuổi những bài tập cardio hoặc yoga đơn giản. Ảnh hưởng của tiểu hao không thể xem thường. Đó có thể là những khoản tiền đi uống cà phê, mừng sinh nhật, mua món đồ giảm giá. Tuy nhiên, cũng có thể khiến cho người tuổi Giáp Dần sẽ làm hao hụt một quãng kha khá đấy nhé. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 21 đến 23 giờ. Màu sắc cát tường: trắng, hồng. Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão, Hợi. Con số may mắn: nam 1, 07, 49, 98, nữ 5, 35, 50, 74. Quý vị thân mến, tiếp theo đây là cách hóa giải vận hạn giúp cô bác anh chị tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 chiêu tài đón lộc và làm giàu thành công đúng tháng 11 âm lịch 2024. Đầu tiên là đối với nam mạng tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Theo sao chiếu mệnh, sao Dân Hán. Dân Hán là trung tinh, năm có sao này chiếu thì công việc làm ăn, tài lộc ở mức trung bình, chưa đạt độ rực rỡ. Ngoài ra, bản mệnh còn dễ vướng khẩu thiệt, phòng thương tật, ốm đau, nóng nảy mồm miệng, gặp tai hình, kiện cáo pháp luật. Sau này bất lợi nhất là vào các tháng 2, 8 âm lịch, nên đề phòng gặp chuyện quan sự, trong nhà không yên. Theo niên hạn, hạn thiên la. Gặp hạn thiên la dễ bị phá phách không yên, đau ốm không khỏi, hao tốn tiền bạc, bệnh đều do yếu tố tâm linh tác động mà ảnh hưởng tới sức khỏe, công việc. Thành tâm cầu khấn và sám hối, bệnh nhanh thuyên giảm. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Dần 2024, tiến vào năm Giáp Thìn, quý bạn tuổi Giáp Dần gặp vận niên trư phùng quả, tức là heo gặp lửa, heo quay. Vận niên này mang ý nghĩa heo quay làm vật hy sinh cho người ta sực ngon miệng, còn mình nhận phần thua thiệt. Vì thế, trong năm phàm sự lớn nhỏ gì tuổi Giáp Dần nam mạng cũng phải thận trọng. Mỗi khi làm việc cho người khác phải suy nghĩ cho chín chắn rồi hãy làm, kẻo mang hại. Riêng về chuyện tình cảm lại chuyển biến tốt đẹp. Nếu năm rồi vợ chồng thường hay có cuộc cãi giả thì năm nay sẽ không còn gặp cái cảnh ấy nữa. Bầu không khí tình cảm sẽ êm dịu, người cô độc gặp cảnh vui tươi càng hạnh phúc tâm hồn, có khả năng tiến tới hôn nhân. Cách hóa giải vận hạn. Hóa giải sao Dân Hán theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, Dân Hán hành quả, nên dùng hành thổ để tiết khí hành quả của sao xấu. Cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh ưu linh nâu, ổ phách. Hạn chế mâu thuẫn, năm này, bản mệnh dễ vướng vào chuyện rắc rối, thị phi, vì thế cần tự nhắc nhở bản thân luôn chú ý cách ăn nói, hành xử, chớ gây thù chuốc oán với người khác, khiến các mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng, đẩy bản thân vào dòng lao lý. Giữ gìn sức khỏe, bản mệnh không nên lao động quá sức,
Nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi hoặc đi khám chữa bệnh ngay. Khi tham gia giao thông hoặc khi làm việc chân tay, vận hành máy móc cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, tập trung để đề phòng thương tật. Cẩn trọng đầu tư, mệnh chủ cần tránh dốc tiền làm ăn lớn kẻo thua lỗ không đáng có. Trước khi đưa ra quyết định cần cân nhắc cẩn thận để tránh tiêu tốn tiền vô ích. Cách hóa giải hạn thiên la năm 2024. Về sức khỏe, khi gặp hạn này thì sức khỏe giảm sút nhiều, thường xuyên bị mệt mỏi và đau nhức không rõ nguồn cơn. Những căn bệnh kỳ quái dù tiêu hao tiền của chữa trị những vẫn không khỏi. Bởi vậy cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống và tập luyện thể thao hợp lý. Về mặt tình cảm, cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng trong các mối quan hệ xã giao. Về tình cảm vợ chồng, hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau, quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Đừng ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại không may chuyện nhỏ xé ra to. Về mặt tâm lý, gia chủ cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc trong cuộc sống. Không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng. Điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Đối với nữ mạng tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, theo sao chiếu mệnh, sao La Hầu. La Hầu là hung tinh, kỵ nhất giới nam mạng, giới nữ mạng Giáp Dần thì nhẹ hơn phần nào. Hung tinh này thường đem đến những điều không lành, dính dáng đến pháp luật, cửa quan, gây khẩu thiệt, chuyện thị phi, tai ương, ốm đau bệnh tật, tai nạn, gây hao tổn tiền tài, xấu nhất là tháng 1 và tháng 7 âm lịch. Theo niên hạn, hạn Diêm Dương. Gặp hạn Diêm Dương trong năm cần thận trọng chuyện làm ăn kẻo vướng vào kiện tụng pháp luật, cãi giả, tranh chấp, giúp người làm ơn mắc oán. Cần hết sức lưu ý vấn đề đi lại, tham gia giao thông, đề phòng tai nạn bất ngờ. Nếu đang mang thai, nữ mạng Giáp Dần sẽ bất lợi về chuyện sinh nở. Ngoài ra, trong năm có thể có tin buồn tăng chế từ xa đưa tới. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Dần 2024, bước sang năm Giáp Thìn, nữ mạng Giáp Dần gặp vận niên trư phùng quả, tức là heo gặp lửa, heo quay. Vận niên này mang ý nghĩa heo quay làm vật hy sinh cho người ta sực ngon miệng, còn mình nhận phần thua thiệt. Vì thế, trong năm phàm sự lớn nhỏ gì tuổi Giáp Dần nữ mạng cũng phải thận trọng, mỗi khi làm việc cho người khác phải suy nghĩ cho chín chắn rồi hãy làm, kẻo mang hại. Riêng về chuyện tình cảm lại chuyển biến tốt đẹp. Nếu năm rồi vợ chồng thường hay có cuộc cãi giả thì năm nay sẽ không còn gặp cái cảnh ấy nữa. Bầu không khí tình cảm sẽ êm dịu. Người cô độc gặp cảnh vui tươi càng hạnh phúc tâm hồn, có khả năng tiến tới hôn nhân. Cách hóa giải vận hạn. Hóa giải sao La Hầu theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, sao La Hầu là sao thuộc hành kim, có thể sử dụng những vật phẩm phong thủy thuộc hành thủy để khắc chế, giảm bớt những tai họa xui xẻo có thể xảy ra. Mệnh chủ nên dùng những đồ vật hay mặc trang phục màu đen, màu xám, màu xanh biển. Cũng có thể sử dụng vật phẩm phong thủy làm từ đá thạch anh đen, thạch anh khói, thạch anh tóc đen, mã não xanh dương, sapphire. Về tinh thần, luôn nhắc nhở bản thân hành sự cẩn trọng, kiểm soát tốt cảm xúc sẽ tránh được họa thị phi, kiện tụng. Ngoài ra, đừng buông chuyện mà nói xấu, đặt điều cho người khác, cũng đừng vì danh vọng mà bất chấp, nên suy nghĩ kỹ trước khi nói, khi làm. Về cách hành sự, đừng bao giờ có ý định dùng tiền bạc để đổi lấy danh lợi, đi hối lộ, đổi chác công danh, tiền tình, đừng đồng lõa với những kẻ xấu bụng làm chuyện gian ác, kẻo sẽ nhận hậu quả khôn lường. Tích cực làm việc thiện, làm nhiều việc tốt, việc thiện giúp đỡ mọi người, xã hội, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Cách hóa giải hạn Diêm Dương năm 2024. Hạn Diêm Dương chủ yếu gây hại về sức khỏe, đặc biệt xấu với trường hợp người bệnh, đau ốm và phụ nữ mang thai. Để hóa giải vận xấu, gia chủ nên với người đau ốm, bệnh tật, chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám điều trị kịp thời. Cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh nghe lời người khác uống thuốc dân gian. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may nguy hiểm tính mạng. Với người khỏe mạnh, cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và luyện tập thể thao hợp lý.
Như vậy cơ thể mới được duy trì ở trạng thái ổn định, đề phòng bệnh tật mỗi khi trái gió trở trời. Về tâm linh, để tích thêm phúc đức cho bản thân, Đương Số nên làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, cho đi mà không cần nhận lại. Dân, cảm ơn quý anh chị đã quan tâm đón đọc những chia sẻ của ban biên tập chương Trình Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý anh chị cùng toàn gia chung năm Giáp Thìn, phúc khang an thái, phúc lai tài tống, phúc lộc tựa dân lai. Đừng quên đăng ký và để lại bình luận xuống bên dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.